ít càng học càng hiệu quả. Mọi người nghe rõ tiếng mình không? Alo, alo. Alo, mọi người nghe rõ không nhỉ? Mở mic lên, mọi người mở mic lên ạ. Rõ chứ? Ok. Rồi, xem màn hình nhá. Hôm nay mình chia sẻ về buổi thứ tư. Buổi thứ tư này là buổi chia sẻ về tư duy chọn các ngách sản phẩm và chọn sản phẩm bán trên Amazon. Rồi, đây màn hình đây. Thì ba buổi trước mọi người cũng đã tham gia rồi đúng không mọi người? Ba buổi trước nếu mà anh chị nào mà chưa tham gia thì mọi người có thể lên lại cái kênh YouTube của mình nhé. Sau đó là mọi người xem lại trên kênh YouTube của mình có đăng các video về khóa học trước nhé mọi người nhé. À quên, về các buổi MBA cũ. Thì mọi người lên đây mọi người xem lại. Hôm nay là buổi thứ tư. Đây này, bài 1, bài 2, bài 3. Hôm nay là bài 4 nhá. Sau buổi hôm nay thì mình sẽ đăng cái kênh này, mọi người lên đây có thể xem lại trên kênh này nhá. Được chưa nhỉ? Cái kiến thức ở trên kênh này của mình thì mình nghĩ là mọi người cũng có một cái vốn kiến thức về Amazon để làm cũng khá ổn đấy nhá. Buổi trước thì ba buổi trước cũng đã nói về tổng quan này, về tìm và phân tích các ngách sản phẩm này, tiêu chí chọn sản phẩm và những cái yếu tố quyết định đến tìm keyword cho sản phẩm đúng không nhỉ? Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người thực hành nhá, tư duy chọn ngách và các sản phẩm chọn trên Amazon FBA. Lựa chọn sản phẩm trong FBA chắc chắn là một cái khâu quan trọng nhất rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình mà mọi người làm thành công hay thất bại đấy. FBA thì mình muốn có lời khuyên cho những anh chị mới, đó là mọi người phải làm trước đi, làm drop trước đi, làm FBM trước đi, không thì phải tìm tòi, phải học hỏi kiến thức nhiều và nhiều lên đã rồi hãng đi. Đi hàng nhé, đi hàng thì nó không khó đâu, chỉ có điều là mọi người đi sang ấy, nó rất là nhiều vấn đề nhé. Ngay từ cái quá trình bắt đầu tìm sản phẩm nó đã có nhiều vấn đề rồi, sau đó đến tạo shipment rồi tìm nguồn nhà cung cấp ở đâu nó cũng đã nhiều vấn đề rồi đúng không mọi người? Nên là việc của mọi người là gì? Học trước đã, học đi, học thật nhiều kiến thức vào, tìm hiểu thật nhiều kiến thức vào, đi hỏi nhiều lên nhé. Đi hỏi nhiều lên, những anh chị nào có kinh nghiệm thì có thể đăng lên trên các hội nhóm để hỏi những cái trong nhóm mình rất nhiều ấy nhé. Trên các hội nhóm có rất nhiều các ông gọi là kiểu kiến thức rất là tốt nhưng mà toàn ẩn thôi, ẩn danh thôi, ít khi lên lắm. Đó, mọi người cứ đăng lên sẽ có người giải đáp cho mọi người nhé. Học nhiều vào, làm FBA phải thế. Ok. Lựa chọn sản phẩm thì lựa chọn sản phẩm gì? Đối với những anh chị có sản phẩm rồi nhé, có sản phẩm kinh doanh trên Amazon rồi, hoặc là những anh chị đang có xưởng sản xuất riêng rồi, đang có sản phẩm riêng rồi, hoặc là mọi người đang có một cái ý tưởng về sản phẩm của mọi người trong đầu rồi, thì mọi người sẽ tập trung nghiên cứu về cái sản phẩm đấy. Còn đây là đối với những anh chị mà chưa có sản phẩm hoặc là đang đầu gọi là nhiều là một cái tấm chiếu mới ấy, chưa có một cái ý tưởng gì về sản phẩm để đi FBA cả, chưa biết tìm sản phẩm gì, chưa biết bán sản phẩm gì và chưa biết là sản phẩm này có bán được hay không, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách làm nhé. Thì lựa chọn sản phẩm FBA là khâu quan trọng nhất này, nó ảnh hưởng đến thành bại của FBA. Và tư duy chọn sản phẩm trên Amazon thì mọi người sẽ phải chọn như thế nào? Thứ nhất là có 9 cái yếu tố về tư duy chọn sản phẩm. Được chưa nhỉ? Mọi người phải tư duy cho đúng này, không nên lệ thuộc vào bất kỳ một cái sản phẩm nào với FBA nhé. Sản phẩm mà cảm thấy nó ổn thì đi, cảm thấy không ổn thì thôi. Được chưa nhỉ? Còn nếu mà có một cái bài test ấy, mình gợi ý cho mọi người, đó là mọi người nếu mà muốn test xem cái sản phẩm FBA đấy nó có ổn hay không thì mọi người làm drop trước nhá. Mọi người làm FBM trước, đăng trước lên trên Amazon đi, đúng chưa nhỉ? Tìm một cái sản phẩm, nghiên cứu về một cái sản phẩm đấy xong đăng trước lên trên Amazon đi. Đăng trước lên Amazon, đăng lên trên Amazon đi nhá. Sau đó là làm gì? Sau đó là mọi người chạy quảng cáo. Mọi người chạy quảng cáo với cái sản phẩm đấy, chạy theo cả những cái keyword của mình ấy. Chạy theo cả những cái keyword mà mọi người đang tối ưu cái trang listing đấy, mọi người làm thật chuẩn vào. Sau đó là mọi người thuê người viết listing này, thuê người làm hình ảnh này, thuê người viết tiêu đề này, thuê người nói chung là đi FBA thì đăng ký cả một cái brand nữa, làm brand nữa, thương hiệu nữa. Sau đó là mọi người chạy quảng cáo để xem khách hàng người ta phản hồi, người ta rep lại cái sản phẩm ấy như thế nào, người ta giống kiểu là người ta phản hồi lại cái sản phẩm ấy như thế nào, xem cái sản phẩm đấy của mình nhu cầu như nào. Nhưng với những sản phẩm mà mọi người test đúng ngách, mọi người test đi đúng nhu cầu, đúng thị trường ấy, thì nó sẽ lên lan trình nó rất là tốt, chạy quảng cáo lan trình rất là ngon nhá. Giá sản phẩm cũng thế, bán rẻ thôi, xem nó như thế nào trước đi, lỗ cũng được, hiểu không nhỉ? Lỗ một ít tiền trước không vấn đề gì, lỗ tầm vài chục triệu trước không vấn đề gì cả đúng không ạ? Không ai mà không lỗ trước khi mà làm thành công với FBA cả. Test trước đi, cảm thấy ổn, cảm thấy ok thì sao? Tạo shipment, đưa tìm nhà cung cấp lấy số lượng lớn về, sau đó là gì? Đưa hàng ra kho bán hình thức FBA.
Đó, đấy là cách làm mà hiệu quả và có tỷ lệ rủi ro hiện tại là mình thấy là khá thấp nhé. Đối với những anh chị mà mới hoặc là những anh chị mà đang đi tìm sản phẩm hoặc là chưa biết là cái sản phẩm này có sang bên ở thị trường nước ngoài, thị trường Mỹ có ngon hay không nhé. Thứ nhất là tư duy sản phẩm cho đúng, không lệ thuộc vào bất kỳ sản phẩm nào này. Cái thứ hai là cần kiên nhẫn, cần nhiều thời gian lặp lại nhiều lần mới tìm được sản phẩm ưng ý. Không thể có chuyện các ông ngồi phát, các ông mò mỗi buổi sáng mà các ông ra được 5 6 7 sản phẩm rồi. Xong các ông chốt, các ông ôi thôi tôi đi sản phẩm này. Khó lắm nhá. Bởi vì để tìm được một sản phẩm nó có nhiều yếu tố để quyết định được là xem cái sản phẩm này có đi được hay không, có nhiều tiêu chí để chọn, có nhiều tiêu chí để đánh giá, chứ không phải là ông cứ cảm hứng gì ông nhỉ. Mọi người cảm hứng nhìn cái sản phẩm này nghĩ là sản phẩm có thể bán được. Cái tư duy của mình ấy nó khác với tư duy mua hàng của khách hàng. Mình phải đặt tư duy của mình vào tư duy của khách hàng. Mình hãy đặt như kiểu là mình là một cái vị trí của một người đi mua hàng trên Amazon ấy, chứ không phải là đặt vị trí của tư duy của mình vào để áp cho người khác xem người ta có mua, người ta có thích không. Bởi vì cái thích của mình chưa chắc người khác đã thích, được chưa? Đó. Cái thứ ba đó là phân tích số liệu, thống kê và dữ liệu. Thì làm FBA thì chắc chắn phải phân tích rồi. Các ông mà không biết phân tích thì không đi được FBA đâu nhá. Phải phân tích xem, phân tích những cái gì thì tí mình nói nhá. Còn làm FBM thì nói chung là cũng chả phải phân tích nhiều lắm, phân tích keyword ấy. Còn lại thì làm FBA thì phải phân tích số liệu, thống kê và các dữ liệu liên quan đến cái sản phẩm, liên quan đến ngách, rồi liên quan đến đối thủ mà mình đang chuẩn bị đi bán đây này, ở nhà mình đang chuẩn bị đi hàng này. Cái thứ năm đó là mọi người sẽ phân tích sale các con số mà nó đưa ra. Phân tích thì phải có công công cụ để phân tích nhá, chứ không phải là tự nhiên mà cứ phân tích theo đấu đầu đâu nhá mọi người nhá. Có thể sử dụng các tool để nó hỗ trợ cho mình trong quá trình mà mọi người phân tích, hạn chế các sao không có tiếng nhỉ? Hạn chế các sản phẩm bán theo trend hoặc các sản phẩm bán theo mùa. Làm FBA thì tuyệt đối không nên bán các sản phẩm theo trend hoặc theo mùa nhé. Tại sao nhỉ? Các buổi trước có nói rồi đúng không mọi người? Tại sao lại hạn chế các sản phẩm đi theo trend và theo mùa nhỉ? Tại sao ạ? Mọi người biết không? Tại sao nhỉ? Tại vì những sản phẩm đi theo trend. Tại sao nhỉ? Ai ai mở mic nhỉ? Chỉ bán được một thời gian thôi. Đúng rồi, đúng rồi, chỉ bán được một thời gian thôi. Nếu mà sản phẩm theo trend ấy, mọi người nhá, mọi người đi vào những cái dịp, ví dụ dịp cuối năm này chẳng hạn. Ví dụ đi vào những cái dịp cuối năm này, thứ nhất là nhá, cái trend ấy nó chỉ ngắn ngày thôi, đúng không nhỉ? Không có cái trend là quanh năm cả. Đúng không ạ? Đó, nó ngắn ngày thôi. Cái thứ hai là cái thời gian, ví dụ bây giờ mọi người đi vào những cái lô hàng cuối năm này này thì gần như là gì? Gần như là toàn tắc thôi nhá. Đi đường E đi hay đi lâu. đúng rồi đi đường E hay đi đường C thì cũng rất lâu, mất thời gian lắm, được chưa nhỉ? Nên là bây giờ vào những cái dịp cuối năm này chỉ cần trễ 7-10 ngày hoặc là 15 ngày là sao rồi, là hàng của mình nó hết trend rồi, được chưa nhỉ? Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là mọi người không nên đi những sản phẩm theo mùa. Ví dụ đi theo mùa thì nó chỉ hết mùa là lại không bán được nữa, mình lại phải nghiên cứu sản phẩm khác. Có nghĩa là mình cứ phải vận dụng sản phẩm liên tục vào, nếu mà sản phẩm ấy fail thì sao, là rất là vất vả. Nên là mình sẽ đi những sản phẩm nào quanh năm nhé mọi người nhé, cố gắng tìm những sản phẩm mà có cái listing quanh năm, lịch sử bán theo quanh năm luôn nhá. Sản phẩm càng đơn giản càng tốt, không đi theo những sản phẩm quá phức tạp. Sản phẩm càng đơn giản càng tốt, đi những cái sản phẩm có cực nhiều sản phẩm bán trên Amazon. Có những cái sản phẩm mọi người không phải nghĩ đâu xa, có những cái sản phẩm rất là thân thực thôi, thân thiết, thân thực với môi trường này, thân thực với lại cái gì, thân thực với lại giống kiểu là nó là một cái sản phẩm mà gần ngay trước mắt mình thôi, nhưng mà mình nhiều khi mình lại cứ thần thánh hóa nó lên thành một cái sản phẩm nào đấy nó phải kinh khủng lắm, đúng không ạ? Nó lại là những cái sản phẩm rất là đơn giản thôi thì nó lại bán tốt. Những cái sản phẩm mà mọi người phức tạp quá thì lại sang đấy nó làm sao, nó gồm nhiều chi tiết quá, hoặc là nó là một cái sản phẩm công nghệ, hay là một cái sản phẩm mà giống kiểu là một cái sản phẩm về đồ điện, hay là về một cái sản phẩm gì đấy nó rất là hot hay là rất là bắt mắt, thì những cái sản phẩm mà phức tạp quá thì tốt nhất không nên đi. Ví dụ như kiểu là đồng hồ này, đúng không nhỉ? Đồng hồ, kính đồng hồ này, rồi những cái sản phẩm liên quan đến quần áo này. Đó, thì tốt nhất là không nên đi nhá. Quần áo, ví dụ mà quần áo thì nó có nhiều size nhỉ. Nếu mà anh chị làm POD thì làm được, còn nếu mà làm FBA mà về thời trang quần áo ấy, thì tốt nhất là thôi dẹp đi, bởi vì một sản phẩm ấy cực nhiều variation, tức là rất là nhiều màu sắc kích thước, đúng không ạ? Bây giờ ông không thể bán một cái áo một màu được, ông không thể bán một cái áo một size được, đúng nhỉ? Rồi ông cũng không thể đồng hồ mà ông bán cho khách xong rồi ông không bảo hành được, rồi sang đến nơi giả sử cái đồng hồ của ông bị hỏng, ông không thể không đổ cho khách được, nó kiện thì chết, đúng không nhỉ? Đấy là lý do mà mọi người chỉ bán những sản phẩm đơn giản thôi, và tìm được càng nhiều sản phẩm có nguồn từ Việt Nam là tốt nhất, và tìm các dòng sản phẩm ở Việt Nam có lợi thế cạnh tranh lớn so với các nước trên thế giới.
Nguồn từ Việt Nam thì bao giờ cũng tốt nhất nha mọi người nhé. Nói chung là nguồn từ Việt Nam thì mình kiểm soát được trực tiếp chất lượng sản phẩm. Còn nếu mà nguồn đi từ Trung Quốc thì anh chị phải có sắp luật, sắp quen nhé. Chứ còn nếu mà mới thì nói chung là cũng có rủi ro đấy. Ok. Hãy tìm những cái sản phẩm và tư duy như những người mua hàng thực sự trên Amazon. Mình hãy đặt địa vị của mình vào khách hàng, chứ mình đừng có lấy yêu cầu khách hàng đặt địa vị vào mình. Bây giờ tôi thích cái sản phẩm này nhưng mà chưa chắc cái thích của ông khách hàng người ta đã thích, đúng không ạ? Nên là mọi người hãy đặt cái sản phẩm và cái tư duy của những người như những người mua hàng thực sự trên Amazon. Ví dụ mình bán sản phẩm là mình phân tích xem để làm gì, khách hàng người ta sẽ trả, sẽ cần những cái gì, và khách hàng người ta sẽ phải, tại sao khách hàng người ta phải bỏ tiền đi mua sản phẩm của mình. Mình phải trả lời được những cái câu hỏi đấy thì bán được hàng nó mới hiệu quả nhá. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp này. Và sang đến phần thứ hai, đó là phần tìm idea, tìm ý tưởng và nguồn hàng để lựa chọn sản phẩm. Thì mọi người có thể tìm ý tưởng trên chính Amazon luôn, đúng chưa nhỉ? Có thể tìm chính trên các danh mục trên Amazon luôn. Bestseller, lưu đề list, mover sucker, đúng không nhỉ? Rồi gift card, đúng không ạ? Gift idea. Rồi most wished for, rất là nhiều ngách để mọi người có thể tìm, đúng không ạ? Đó, thì tìm trên chính Amazon, tìm trên chính đối thủ luôn. Cách thứ hai là mọi người tìm thông qua công cụ như của Hello 10 Merchant Word Viral Lang. Thì đây là cái cách mà anh em mới thường hay dùng. Đó. Nhưng mà mình thì mình cũng hay tìm bằng tay cơ, chứ mình cũng không ít khi tìm bằng cái này lắm. Nhưng mà tìm cái này thì nó tiện hơn bằng cái là nó tự check cho mình luôn. Tí mình hướng dẫn cách tìm nhá. Sau đó là mọi người tìm các nguồn hàng, tìm idea hoặc nguồn hàng ở trên các trang như kiểu là ST, hay là tìm ý tưởng trên các trang như của ST này, là trang về hàng handmade, hay eBay hay Pinterest cũng được. Đúng chưa nhỉ? Có nhiều trang để mọi người có thể tìm nguồn hàng hoặc là tìm ý tưởng sản phẩm nhé. Rồi nguồn hàng thì mọi người có thể lấy các nguồn như kiểu là ở Việt Nam là tốt nhất nhé. Mình vẫn khuyến khích là ở Việt Nam, thì mọi người có thể tìm những cái công ty hoặc những cái đối tác chuyên sản xuất những cái sản phẩm về hàng handmade chẳng hạn. Những cái sản phẩm nào nó phải có ý tưởng một tí và phải check được cái sản phẩm, xem cái sản phẩm ở trên Amazon nó có bán mạnh không, hay là nó không bán, hay như thế nào đấy mình phải phân tích được. Đó. Hoặc là các nguồn Trung Quốc, nếu mà không có nguồn Việt Nam thì tìm các nguồn Trung Quốc, và có mình nghĩ chắc phải 80% anh em tìm nguồn Trung Quốc, bởi vì giá Trung Quốc nó rẻ hơn và nguồn của nó, sản phẩm nó đa dạng và nó có rất là nhiều mẫu mã, giá của nó thì tốt, sản phẩm nó thì đẹp, đúng không ạ? Thì nguồn Trung Quốc mọi người có thể tìm như ở các trang 1688 này, Alibaba hay Taobao, hoặc là các trang mà bán chuyên bán sỉ nhé mọi người nhé. Chuyên bán sỉ mọi người có thể liên hệ để đặt hàng số lượng lớn. Ví dụ khi mà mọi người đã tìm và chốt được sản phẩm DFA rồi nhá. Thì đây là ba cái trang mà anh em hay thường xuyên để tìm nguồn hàng ở Trung Quốc. Ok. Xin các thông tin sản phẩm mới từ chính các supplier. Đó. Bây giờ đây là một cách mà tìm idea rất là hay của chính những cái thằng supplier, bởi vì sản phẩm bên Trung Quốc nó cập nhật mẫu mã liên tục và thường nó sẽ ra những cái sản phẩm mới liên tục, quay vòng liên tục nhá mọi người nhá. Thì mọi người xin, nếu mà mọi người có sắp ruột, hoặc là sắp ruột là những cái thằng sắp mà thường xuyên làm việc với mình, hoặc là mình làm việc với nó nhiều rồi, thì nó có cái độ tin tưởng cao rồi, được chưa nhỉ? Thậm chí là nếu mà như kiểu mọi người mà làm việc lâu năm với nó rồi ấy, thì thậm chí mọi người còn có thể nợ tiền được cơ. Đó, thì xin thông tin những cái sản phẩm từ chính những cái thằng supplier đấy, xem sản phẩm sắp tới nhưng ở bên Trung Quốc có những sản phẩm gì mới, mình xem những cái sản phẩm mới đấy, nghiên cứu trên Amazon. Nếu mà mới bên Trung Quốc nhá, thì mọi người mình nghĩ là cũng gần như rất là mới trên Amazon thôi nhá. Cái thứ sáu đó là tìm các sản phẩm theo các trend, ý tưởng theo các trend ở trên thị trường cũng được. Sản phẩm luôn hiệu hữu ở mọi khía cạnh đời sống. Nói chung là sản phẩm nó ở quanh ta, đúng không nhỉ? Nhiều khi ngồi uống cà phê thôi cũng có thể liên tưởng sẽ đến một cái sản phẩm gì đấy. Bắt đầu tìm kiếm, đúng không ạ? Có rất là nhiều cách mà mọi người phải mày mò và mọi người phải gọi là vận dụng hết những cái chất xám và những cái quy trình tìm kiếm của mình ở trong đầu để mà làm nhá mọi người nhá. Thì để mà chọn được sản phẩm thì có những cái tiêu chí để chọn nha mọi người nhé. Phải có tiêu chí để chọn chứ không phải sản phẩm nào trên Amazon mình cũng chọn được. Thì tiêu chí để chọn được sản phẩm, đây là những cái tiêu chí này. Sản phẩm để mà đi được FBA này, thỏa mãn một phát đồng thời 8 cái này luôn, đúng không ạ? Đấy là lý do mà không thể ngồi một lúc mà chọn được ngay sản phẩm. Có khi mọi người có thể mất đến vài tháng để tìm được cái sản phẩm ưng ý theo ý mình và thỏa mãn những cái tiêu chí này. Rồi bây giờ phân tích từng cái tiêu chí một tí nha, nói lại một tí. Cái tiêu chí này đợt trước cái video buổi thứ hai hay buổi thứ ba là mình đã có nói rồi. Thứ nhất là mình bổ sung thêm một vài tiêu chí nữa, đó là giá bán của sản phẩm. Sản phẩm trên Amazon mà các ông tìm những cái sản phẩm giá bán trung bình của ngách mà nó thấp quá, tầm dưới 10 đô thì gần như là không còn lợi nhuận mấy. Mọi người đi những sản phẩm đấy trên Amazon ấy thì gần như là lợi nhuận rất thấp. Amazon phí FBA nó ăn gần hết rồi nhá. Với những sản phẩm dưới 10 đô nhá. Thì mọi người phải cân nhắc. Nếu mà bán sản phẩm tầm dưới 10 đô ấy thì phải cân nhắc. Được chưa nhỉ? Mình không khuyên mọi người là không đi, mà là với những cái sản phẩm như thế ấy, thì nó cái lợi nhuận, cái biên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm khi mọi người thu lại nó rất là thấp. Được chưa? Phí FBA rất là cao, cộng thêm với những cái chi phí cố định nữa thì mọi người không còn mấy đâu. Thì mọi người nên bán những cái sản phẩm trong cái tầm giá này.
từ 15 đến 50 đô và tốt nhất là tầm 20 đô đổ lên là ngon nhất nha mọi người nhá. Đó, thì đây là cái tầm giá mà thứ nhất là dễ mua dễ bán này, cái thứ hai là cái tầm giá này thì mọi người chia ra tỷ lệ, mọi người vẫn còn cái tỷ lệ lợi nhuận thu về khi mà xoay vòng vốn, được chưa nhỉ? Cái yếu tố thứ hai đó là doanh thu sản phẩm, không phải doanh thu sản phẩm mà là doanh thu ngách nhá, doanh thu ngách sản phẩm mới đúng. Mình là mình không bán thêm một sản phẩm nào cả, mình chỉ tìm để mà mình tối ưu theo sản phẩm đối thủ thôi, chứ mình tìm ở đây ấy, mình đang bán vào ngách. Ngách ở đây tức là mình đang đi đưa sản phẩm, đặt sản phẩm của mình trên cái ngách đấy. Cái ngách nó như kiểu một cái mặt đường ấy mọi người nhá. Mình đang tìm cái con đường để mà mình đưa cái sản phẩm của mình lên trên đấy. Thì mình phải đặt và tìm được cái con đường nào mà nó phải có cái lượng doanh thu, tức là cái lượng mà người mua sắm ấy trên cái trục đường ấy, nó cũng phải nhiều nhiều một tí. Chứ mà đi mà đặt cửa hàng lên trên một cái mặt đường mà nó lại toàn gọi là đường một chiều với đường cấm, chẳng có ma nó đi vào thì không có được, không có người đi vào thì đồng nghĩa việc lấy đâu ra tỷ lệ chuyển đổi, không có tỷ lệ chuyển đổi thì làm gì có lợi nhuận, đúng không nhỉ? Đó thì cái doanh thu trung bình của ngách phải lớn hơn 5.000 đô một tháng, phải lớn hơn 5.000 đô. Thực ra thì 5.000 cũng là một con số nó cũng không phải là quá to, nhưng mà mình nghĩ là cái tầm con số 5.000 là hợp lý nhá, 5.000 đô một tháng. Cái thứ ba là cái mức độ, cái review này, cái review của sản phẩm này nó mọi người chú ý là cái review này nhá, cái review nó thể hiện cho cái mức độ cạnh tranh của sản phẩm. Cái review thể hiện cho cái mức độ cạnh tranh của cái sản phẩm trong ngách đấy. Thì cái sản phẩm mà càng nhiều review thì đồng nghĩa việc là nó càng cạnh tranh. Review thể hiện cho độ cạnh tranh, đúng không nhỉ? Tức là khách phải mua nhiều thì mới có nhiều review, đúng không ạ? Và khách nó mua nhiều thì nó trải nghiệm nhiều với cái sản phẩm đấy rồi thì nó sẽ có nhiều review, nó sẽ để lại nhiều review. Và quan trọng là cái review này nó chỉ chiếm tỷ lệ từ 2 đến 5% trên tổng số lượng đơn hàng thôi. Tức là cái review này, cái review tự nhiên ấy, nó rất là thấp. Review tự nhiên khách nó cho ấy chỉ chiếm từ 2 đến 5% thôi. Thế mà có những sản phẩm vẫn có vài trăm nghìn lượt review thì mọi người phải hiểu là gì? Mọi người phải hiểu là cái sản phẩm đấy nó bán được biết bao nhiêu đơn hàng nếu mà mọi người chia ra theo tỷ lệ 2 đến 5%, đúng nhỉ? Đó. Nên là cái review này mình cũng chỉ chọn những sản phẩm nào tầm dưới 200 thôi nhá. Còn lớn hơn thực ra thì vẫn có thể chọn được, nhưng mà với anh chị mới thì mình nghĩ là mọi người nên chọn những cái sản phẩm mà càng thấp càng tốt nhá, càng ngắn càng tốt, càng thấp càng tốt. 200 là cũng thuộc dạng là cũng hơi khó cạnh tranh rồi đấy. Nếu mà lớn hơn 200 nữa thì anh chị nếu mà chưa có kinh nghiệm thì mình nghĩ là không nên đi nhá. Mức độ cạnh tranh của từ khóa này. Đó, mọi người phải check xem cái mức độ cạnh tranh của từ khóa như thế nào. Check bằng Hedo 10 nhá. Xem cái từ khóa này, cái nhu cầu mua sắm như nào và mức độ cạnh tranh của cái từ khóa nó có lớn không? Có bao nhiêu thằng đang chạy quảng cáo vào cái keyword đấy? Rồi, có bao nhiêu thằng đang bán cái keyword đấy trên cái mặt đường đấy? Thì mình phải check được. Sản phẩm không có đối thủ thống trị ngách thì cái này thì mọi người xem cho mình ở trên cái buổi thứ ba nhé. Năm là không có sản phẩm thống trị ngách. Thống trị ngách thì thôi rồi nhờ. Nếu mà có đối thủ, nếu mà có thằng đối thủ mạnh mà đứng trên ngách đấy mà thống trị ngách thì nói chung là mọi người không thể bán được. Ví dụ như có thằng Amazon đứng trên đấy này, hoặc là thằng Amazon Basic này, hay là có những cái thằng mà thương hiệu của nó rất là lớn, nó ăn trọn cả ngách ấy luôn, đúng không nhỉ? Tức là nó là một cái thằng thương hiệu lớn, nó đứng trên cái mặt đường đấy thì gần như là hút hết khách, bởi vì là khách hàng người ta sẽ tin tưởng những cái sản phẩm của thương hiệu lớn hơn, và những cái sản phẩm mà nó có độ tuổi đời sản phẩm rồi nó có review nhiều ấy thì khách hàng chắc chắn người ta có tin tưởng hơn, và lại còn thương hiệu lớn thì người ta lại càng tin tưởng hơn. Thì mình mà đưa sản phẩm mình vào đứng chung cái ngách đấy mà bán với cái thằng đối thủ lớn đấy thì gần như là mình sẽ khó cạnh tranh với nó, đúng không nhỉ? Rất là khó cạnh tranh với nó. Sản phẩm là sản phẩm đơn giản này, đó, cái này vừa nói rồi đúng không? Lịch sử bán sản phẩm thì lịch sử bán sản phẩm này là sản phẩm bán tìm những cái sản phẩm bán theo mùa nhá, tìm những cái sản phẩm bán tìm những cái sản phẩm bán quanh năm chứ không tìm sản phẩm bán theo mùa hay là bán theo trend nhá. Cái này thì có công cụ để mình nhìn. Cái thứ 8 đó là kích thước và trọng lượng của sản phẩm. Đây cũng là một yếu tố để mà chọn được sản phẩm trên Amazon nhé. Bây giờ tôi không thể đi được những cái sản phẩm, không nên đi chứ không phải không phải đi, không nên đi những cái sản phẩm mà nó có kích thước quá khổ hay là trọng lượng quá lớn, được chưa nhỉ? Không nên đi những cái sản phẩm quá lớn hay là quá to. Thì cái chi phí vận chuyển này, chi phí vận chuyển ship sang kho nó cao này, rồi chi phí lưu kho tại Amazon nó cũng cao luôn, đúng không nhỉ? Thì đấy là những cái tiêu chí để chọn sản phẩm bán trên Amazon. Thì để mà chọn được một sản phẩm FBA thì phải thỏa mãn hoàn toàn 8 tiêu chí này, đúng mọi người? Bây giờ nó vi phạm một trong những tiêu chí này thì cũng rất là khó nhỉ? Ok, đúng rồi anh. Nhưng mà em hỏi là tí, anh có công thức tính ví dụ kích thước sản phẩm nó to một tí ạ, mà em chưa coi ạ, thì anh có? Có chứ, có em ơi. Tí anh cho em xem cái bảng đấy của anh nhá. Tí anh cho em xem. Vâng. Có chứ. Em có này. Có gì anh sẽ gửi cho. Nó tính được hết rồi. Cho em luôn, bởi vì anh làm công thức trong cái bảng phái Excel luôn, mọi người chỉ cần điền vào phát là nó tự tính theo kích thước hết. Kích thước này theo cân nặng này, rồi theo cái thậm chí là tính được cả cái biên lợi nhuận của mọi người trên cái sản phẩm luôn, là có đi được hay không. Ok.
anh em hỏi thêm một tí nữa, nếu mà hàng của mình để lâu quá rồi chẳng hạn ấy, thì nó có tính một mức giá khác lưu kho. Cứ tính một mức giá đấy thôi. Ví dụ như vào cuối năm này là tính mức giá khác này. Đợt này là anh thấy là bắt đầu có cái biểu giá tăng phí ép lưu kho đấy em. Nó sẽ tính tăng chứ không có chuyện là cứ mãi mãi như thế đâu. Đúng rồi, thì em có thể tăng giá đúng không? Đúng không nhỉ? Nếu mà nó tăng phí lưu kho theo chung nhá. Nếu mà tăng chung tăng giá sản phẩm. Thì mình sẽ tăng giá trên sản phẩm lên. Bởi vì tất cả những cái thằng seller thì nó anh nghĩ là nó chắc nó cũng sẽ tăng thôi. Đúng không nhỉ? Vâng. Tất cả khách okay. Rồi, khách phải chịu thôi, khách là người sau cùng phải chịu thôi. Các yêu cầu trước khi làm FBA này, trước khi làm FBA và tìm sản phẩm này thì nên có brand riêng nhá, để tránh những cái rủi ro trong quá trình bán hàng. Mọi người nên đăng ký một brand. Bây giờ hình như là nếu mình không nhầm có bạn tên là Liên Võ, bạn ấy làm brand có 600 đô thôi, rẻ cực kỳ luôn nhá, rất rẻ nhá. Mình làm brand cách đây tầm 2 năm đã 1.500 đô rồi. Chưa nhỉ? Đó. Thì bây giờ chắc là mình nghĩ là nó mở rộng cái ngách thị trường để mọi người dễ đăng ký brand hơn ấy. Thì nó có 600 đô thôi, mọi người có thể liên hệ nhé. Nên có brand, mình nghĩ là nên có nhé. Thực ra thì không có cũng chẳng sao, nhưng mà để mà làm chuyên nghiệp trên Amazon thì tốt nhất là nên có brand nhá. Thứ nhất là mình sẽ được tận hưởng những cái dịch vụ hay là những cái ưu đãi mà chỉ có brand name mới có. Cái thứ hai là mình sẽ hạn chế được những cái thằng hijack, đúng không nhỉ? Hijack vào store của mình. Anh nhìn nhưng mà sản phẩm của mình nhiều khi là sản phẩm mình mua lại đúng không? Trên Amazon nó có nhiều cửa, nhiều cái bán giống sản phẩm của mình rồi ấy, thì mình cứ làm brand của riêng mình thôi. Em làm brand ấy, em bán FBA là em bán sản phẩm độc quyền của em hiểu không? Kể cả giống nhưng mà sản phẩm vẫn là theo mẫu mã của em, đúng không? Em có thể ví dụ như thằng bây giờ em hiểu đơn giản như này này, một chợ ấy, một cái chợ bán hàng ấy, có thể có 10 bài bán thịt lợn, đúng không? Khác nhau luôn. Đó, nhưng mà chung là chung thịt lợn nhưng mà bán thì bán khác nhau. Đúng không nhỉ? Không vấn đề gì cả. Mỗi bà một tên, mỗi bà một tên cửa hàng, chả vấn đề gì. Đúng không nhỉ? Thịt lợn có thể là bà bây giờ có bà thì lại tao bán lẻ, mày bán mày mua một hoa tao bán. Nhưng mà có bà thì lại kiểu gì? Bây giờ tao bán một cân một cơ, mày đủ tiền mua một cân thì mày vào cửa hàng tao. Em hiểu không? Đó. Thứ hai là alo, vâng anh Tùng hỏi đi anh Tùng ơi. Đúng rồi thì máy thì anh nói to hơn một chút nữa thì được không? Là máy tiêu chí mà mình có phải cũng được về cái 3D. Ví dụ như mình chỉ nhận được á, nhồi nếu mà chẳng không để bị theo đường mạng bên chỗ anh Tùng. Anh Tùng ơi, đường mạng bên chỗ anh ấy lắm, khó nghe lắm, không nghe gì luôn ấy. Anh đánh đi, anh nhắn tin đi, anh nhắn tin đi. Đường mạng. Anh nhắn tin đi. Đường mạng bên chỗ anh cứ giật giật, không nghe gì cả. Chắc mọi người không nghe được đúng không? Dạ vâng, em chẳng nghe được gì. Anh nhắn tin đi, em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Đợi anh Tùng chút nhá. Trả lời luôn câu hỏi của anh ấy đang nó đang đúng vấn đề. Đăng ký một cái brand thì mọi người sẽ có những rất nhiều những cái tính năng mà chỉ brand name mới có nhá. Và để mà bán hàng chuyên nghiệp ấy thì trước đây làm sao cũng được, bởi vì trước đây nó cái seller bây giờ nó không nhiều như bây giờ. Nhưng mà bây giờ để mà bán hàng lâu năm hoặc là bán hàng lâu dài với cái sản phẩm của mình, với cái store của mình ấy, thì mọi người phải làm chuyên nghiệp ngay từ đầu, phải đầu tư ngay từ đầu. Đó, thì phải có brand name. Thủ tục làm brand thì có khó nhanh em, nhanh thôi. Thủ tục làm brand thì cũng rất là nhanh, chỉ có tên tuổi rồi cái tên brand mà em muốn đặt này, rồi em đưa cho cái bên làm dịch vụ ấy, nó gửi đi đâu đó, nó gửi đi một cái bên dịch vụ khác. Sau đó thì mất tiền phí trong cái tổng số 600 đô hay là 700 đô gì đấy là mất tầm 250 đô để làm đăng ký brand này, với lại tầm 350 đô cho luật sư. Tầm đấy. Đó, thì chị tầm bên dịch vụ này là bên dịch vụ của Amazon hay bên dịch vụ không làm trên dịch vụ của Amazon em ạ. Đây là làm trên dịch vụ của Việt Nam mình ấy. Dịch vụ của Amazon thì không có chuyện 600 đô đâu. Dịch vụ của Amazon thì đắt lắm. Cái gì liên quan Amazon cũng đắt. Thì chỉ tầm khoảng 15 ngày. 15 ngày là em có thể sử dụng được cái brand lên ấy luôn rồi. Để bán hàng với cái tên brand ấy luôn rồi. Có thể tạo store này, có thể tạo được website này, tạo được thông tin về brand về brand này. Còn lại thì phải tầm 6 đến 8 hoặc là thậm chí có thể đến 10 tháng, 1 năm thì cái brand này mới được trên US Store nó công nhận nhá, chấp nhận.
Nhưng mà mọi người vẫn được sử dụng trước. Bây giờ nhanh mà. Làm thì bây giờ gần như anh em nếu mà làm chuyên sâu thì phải đăng ký brand hết. Bởi thực ra thì 600 thì nó cũng không quá đắt mọi người ạ. Nó chỉ tầm khoảng 14 15 triệu thôi. Trước đây mình làm cách đây 2 năm đã 1.500 rồi nha anh em nhá. Cách đây 2 năm đã 1.500 rồi. Còn để tự đăng ký được thì khó lắm. Để tự đăng ký được thì mọi người phải thông thạo tiếng Anh, mà còn phải giấy tờ các thứ nữa cơ. Nên là tốt nhất là để mà nó êm xuôi, mà tất cả những cái mảng gì mà mình đã không mạnh hoặc là mình đã không biết ấy, tốt nhất đi thuê thế thôi cho nó nhanh nhẹ đầu, tập trung vào chuyên môn, đúng không ạ? Em đồng ý, em đồng ý. Đó. Anh Tùng viết xong chưa nhỉ? Ủi lâu thế. Ok, nói tiếp đi, tí anh Tùng mới xong rồi nói tiếp nhé. Sản phẩm không dính trademark của Bate này, kiểm tra kỹ trước khi chọn sản phẩm vì tránh bị kiện những lỗi này. Thì cái lỗi này thì mình nghĩ là nếu mà mọi người bán lại những sản phẩm theo những cái thằng khác ấy, thì tỷ lệ mà bị lỗi này nó khá cao. Nhưng mà nếu mà mình bán sản phẩm theo chính sản phẩm mà mình tự tìm ấy, hoặc là sản phẩm mình tự làm ra ấy, thì nói chung là cái lỗi này không bị nhá. Nói chung là làm FBA thì không lo lỗi này lắm bằng làm dropship mà dính lỗi này là chết. Còn FBA mà dính lỗi này cũng chết nhá. Được chưa nhỉ? Nhưng mà FBA thì đi ít sản phẩm nên mọi người phải check kỹ ấy. Cái thứ ba đó là tránh bán những cái ngách sản phẩm mà Amazon phê duyệt, cần phê duyệt và cấm bán nhé. Ở trên Amazon thì nó có rất là nhiều ngách, nhưng mà không phải ngách nào mọi người nên chọn. Bởi vì là một số ngách là ngách rất là khó, Amazon yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Mọi người phải có giấy phép, giấy FDA về, ví dụ FDA về những cái ngách mà về đồ ăn ấy, thì phải có giấy phép về FDA, giấy chứng nhận, kiểm định FDA. FDA là cái giấy đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đó, ví dụ như kiểu là... Việt Nam mình có làm gì của em ấy. Có em ạ, cái này thì thực ra thì nếu mà em là chủ cái sản phẩm đấy thì em phải đi xin, nhưng mà xin cái này thì anh không rõ bởi vì anh chưa bán những cái sản phẩm kiểu đấy bao giờ. Đã FDA là phải anh bỏ hết, bởi vì là xin xiếc các thứ nó mệt lắm, phức tạp lắm, mà chưa chắc là gì, chưa chắc đã xin được ngay. Đó. Đó, nên là một số ngách khó thì bỏ qua, và một số ngách cấm bán, ví dụ như một số ngách mà cần yêu cầu mở ngách ấy. Tức là một số ngách trên Amazon nó yêu cầu rất là cao, ví dụ như những ngách về bán về chăm sóc sức khỏe làm đẹp này, hoặc là ngách về những cái ngách về trẻ em các thứ ấy, thì nó đòi hỏi chất lượng rất là cao, nên là mọi người phải nhá, nên là mọi người phải chọn những cái ngách nào mà nó hợp lý một chút thôi nhá. Không nên đi những cái sản phẩm dễ vỡ này. Ok, không nên chọn những cái sản phẩm dễ vỡ để đi nhá. Ok, dễ vỡ đi mà trong quá trình vận chuyển nó ném kinh lắm nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người đi đường e ấy, nó ném cũng rất là kinh, ném lên trên máy bay hoặc là ném ở đâu mình không biết. Nhưng mà còn đi đường e ấy, đi đường C nhá, nó rất dễ bị ngấm nước. Đi đường C ấy là cũng rất là kinh nhá. Đường C thậm chí còn kinh hơn cơ. Đó. Thì rất là dễ vỡ thì thôi, tốt nhất là gì? Đừng đi nhá. Có pin cũng gây cháy nổ, hoặc là một trong những cái vật dụng mà Amazon nó cũng đòi hỏi chất lượng rất là cao. Có nhiều sai nhỉ. Đi sản phẩm thì đi ít variation thôi. Ít cái thuộc tính sản phẩm thôi, đi tầm nếu mà ông nào mới đi tầm dưới 5 asin thôi nhá. Ví dụ như kiểu một cái áo có 5 màu thôi, hoặc là một cái sản phẩm nhưng mà có 5 asin trở xuống rồi nhá. Bởi vì một asin mình đã phải đi số lượng bao nhiêu xăng rồi mà, được không? Rồi sản phẩm sử dụng pin hoặc là các phụ kiện về điện thì tốt nhất là mình khuyến khích luôn là mình không nên đi những sản phẩm về đồ điện, được chưa? Bởi vì rất dễ hỏng, thế thôi. Thuốc trừ sâu này cũng bị cấm này. Rồi vật dụng nguy hiểm, ví dụ như kiểu là kiếm, rồi thì phóng lợn các thứ đấy nhá, kiếm, đao các thứ là không nên bán. Rượu bia, thuốc lá này, đó, chất kích thích không bán, được chưa nhỉ? Rượu bia, thuốc lá bỏ qua. Và hàng baby nữa, hàng về trẻ em, ví dụ những sản phẩm đơn giản về baby thì bán được. Còn những sản phẩm đơn giản, ví dụ như kiểu những cái sản phẩm về anh, thực ra thì anh chả biết đồ đơn giản về baby là những cái sản phẩm gì, bởi vì là đã liên quan đến baby ấy, là kiểu méo thì cũng có giấy phép hết nhá mọi người nhá. Mà đặc biệt lại có liên quan trẻ em, bán cho người lớn đã phức tạp rồi đúng không? Đây bán cho trẻ em nữa, nó đòi hỏi chất lượng là càng cao hơn. Đó, nên là tốt nhất là về hàng trẻ em thì thôi không đi nhá. Quần áo thôi không được. Cái gì em? Quần áo thì lại dính vào cái lỗi là gì? Là nhiều size đây này, đúng không? Bởi vì em đi quần áo sang thì em có làm sao bán được một size, mà một sản phẩm, một cái variation thôi là đã phải đi số lượng bao nhiêu sang rồi. Có nghĩa là nếu mà muốn đi quần áo ấy thì cái nguồn hàng của mình phải, cái vốn của mình phải lớn. Nghiên cứu thật kỹ đối thủ trước khi đi sản phẩm nhá. Nghiên cứu kỹ, mình muốn học, mình muốn xem thằng, mình muốn làm theo thằng nào thì mình phải nghiên cứu trước thằng đấy, xem thằng nào là thằng đối thủ mạnh nhất của mình để mình nghiên cứu làm theo nó. Làm ở đây không phải làm hoàn toàn giống, mà là mình sẽ làm nhát theo một tí, ví dụ về ảnh này, mình xem các góc chụp của nó như thế nào để cho cái ảnh nó đẹp,
đúng nhỉ? Rồi mình xem cái tiêu đề rồi các thông tin về bullet point nó viết như thế nào để mình biết lái đi nhá, chứ không phải là mình lấy ý Henry nguyên mình copy lên nhá, đúng chưa nhỉ? Mình phải viết đi, mình phải viết theo ý của mình. Rồi cân đối ngân sách, chiến lược và sản phẩm với số lượng sao cho phù hợp đó. Thì đây là các yêu cầu trước khi làm MBA nhá, cân đối với ngân sách nhá. Ví dụ vốn thì mọi người nên chia vốn ra, đừng có đi hết nhá. Ví dụ có 100 triệu anh em chỉ chia ra, mình nghĩ là mọi người như này này, mọi người chỉ ví dụ 100 triệu nhá, mọi người chia làm 3, mọi người để một phần để nhập hàng trong những cái lô hàng tiếp theo chẳng hạn, phần thứ một phần thì để nhập hàng và một phần thì để mọi người chạy quảng cáo nhá, một phần để mọi người launching đấy, chạy quảng cáo, một phần để đi, một phần để chạy quảng cáo và một phần để dự trữ khi mà hàng của mình bán tốt, ok đó, chứ đừng có đi tất tay nhá, kinh nhất là kiểu tất tay đấy nhá, phải chia vốn đó. Rồi bây giờ sau khi mà có tư duy này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà mọi người tìm sản phẩm nhá. Tìm sản phẩm trên Amazon thì thực ra bây giờ mình sẽ phải nhờ công cụ để check. Công cụ ở đây thì các công cụ mọi người có thể sử dụng này, đó là ví dụ như gọi là Hello 10 này, Merchant Work Viral Lan, thì mọi người có thể sử dụng các công cụ này để tìm kiếm sản phẩm trên Amazon nhá. Bây giờ mọi người có thể tìm ví dụ như kiểu là bây giờ mình lên Hello 10 này. Sau đó là mình sẽ tìm công thông qua Hello 10 nha mọi người nhé. Mình sẽ tìm thông qua Hello 10. Mình sẽ tìm, bây giờ mình nhờ Hello 10. Ví dụ anh chị mà có ý tưởng gì về sản phẩm thì mọi người có thể tìm trên Amazon để xem ở các ý tưởng về các ngách đấy như thế nào, về các ngách sản phẩm như thế nào. Đúng không ạ? Đường truyền nó có thể hơi trễ một tí nhé, hơi chậm một tí nha mọi người nhé. Bởi vì là nó đợt này nó bị đứt cáp quang ấy, đến tận tháng 12 nó mới sửa xong ấy. Nên là cái đường truyền của nó có thể là hơi ngáo một tí. Mọi người có thể chờ đợi một tí nhé. Đây, mọi người vào phần đây là cái tool Hello 10 nhé. Mọi người vào cái phần Product Research này, mọi người vào cái phần Black Book này, được chưa nhỉ? Để tìm sản phẩm, nó sẽ tìm lọc cho mình sản phẩm theo những cái tiêu chí mà mình lựa chọn trên Amazon nhá. Ví dụ bây giờ Product này thì mọi người chọn những cái tiêu chí theo sản phẩm, nó sẽ tìm sản phẩm theo những cái tiêu chí của mình đặt ra. Đây, tiêu chí đâu? Đây này, tiêu chí đây đúng không? Giá bán 15 này, doanh thu này, lựa chọn nhà review này, mức độ cạnh tranh này, nhờ. Yeah. Bây giờ tôi đặt đúng theo mức độ, đặt theo đúng theo các công thức ở đây luôn, tiêu chí luôn. Bây giờ tôi chọn sản phẩm. Bây giờ mọi người muốn đi ngách gì? Home kitchen nhá. Home kitchen là ngách mà anh em hay đi, đúng không? Kitchen Linh nữa đi, hai ngách nhá. Ở doanh thu trung bình này 5.000, được chưa nhỉ? Min là 5.000, max thì không giới hạn, được chưa? Giá này 15-50 này, đúng không? Mọi người để từ 15-50 này. Đó, trong đúng cái tầm giá mà mình đang muốn bán, review này, số review này. Đó, nhỏ hơn 200 đúng không? Max là 200, min thì càng ít càng tốt. Review rating nó là cái chỉ số về cái điểm đánh giá review trên Amazon ấy, trên tháng 5 ấy. Đúng chưa nhỉ? Thì mọi người chọn những thằng nào mà cái điểm review của nó càng cao. Cái điểm review rating thì càng cao thì chứng tỏ là cái sản phẩm của nó càng ngon. Mọi người hiểu không nhỉ? Đó, sản phẩm mà review rating càng cao thì nó càng ngon. Đúng không nhỉ? Đó, đây ví dụ sản phẩm này nhá. Cái review rating mà càng cao, ví dụ như thằng này là 4 chấm mấy đây này, thằng này 4.4/5, tức là thằng này chỉ số cũng không phải là, cũng thuộc dạng cao rồi, cũng thuộc dạng top cao nhưng mà không phải quá cao, đúng nhỉ? Có những thằng 5.4/9 cơ, gần như tuyệt đối nó toàn 5 sao hết. Hay mọi người nhìn cái trang listing của nó 10/10 luôn, Hello 10 đánh giá điểm listing 10/10 luôn đó. Thì những cái thằng như này này, mọi người chỉ chọn những cái thằng nào mà cái điểm rating này của nó tầm dưới 4.5, mọi người biết tại sao? Để mọi người còn cải tiến được chứ. Bây giờ sản phẩm mà đi theo những cái thằng đối thủ mà bây giờ nó cải tiến tốt quá là ngách đấy gần như là nó đớp hết rồi. Nó chọn bởi vì là những cái sản phẩm mà khách nó đánh giá cao thằng đấy rồi thì sao? Thì gần như mọi người không thể cải tiến thêm nữa. Đúng ạ. Thì mọi người chỉ chọn những sản phẩm nào mà doanh thu khá ok nhưng mà nó làm cái rating này được khách hàng người ta đánh giá không tốt lắm thì mình làm tốt hơn nó. Hiểu không ạ? Đó, shipping size thơ này mọi người chỉ chọn những sản phẩm small standard size thôi, tức là sản phẩm nhỏ thôi. Đúng nhỉ? Đó, mọi người có thể chọn ở cái phần filter này để chọn kỹ hơn về các thống kê các con số, ví dụ như cân nặng này, có thể đi những sản phẩm cân nặng bao nhiêu này, rồi variation này, thích chọn bao nhiêu variation hay số ảnh này, fulfillment này, có thể là FBA, FBM hay Amazon nhỉ. Yeah. Nhưng mà mình chỉ chọn lọc theo những tiêu chí thôi nhá. Search này, search nó sẽ ra thôi nhỉ. Yeah. Search nó sẽ ra sản phẩm thôi đấy. Đó, sản phẩm theo nó sẽ lọc theo những cái tiêu chí mà mình bắt đầu mình tìm ở trên bên trên, nên nó sẽ tìm ra sản phẩm cho mình. Ví dụ cái sản phẩm đầu tiên này, đúng không ạ? Sản phẩm đầu tiên này là cái kéo đây, seller có 11 tháng bán này, giá của nó là gần $50,
một tháng nó bán được 118 cái, doanh thu một tháng của nó được 5.000, rank của nó là 73.000, review của nó được 4.5 mà có 196 review. Thì từ thằng này mình có thể nghiên cứu xem thử xem sản phẩm nó đi được không. Đó là một cách để tìm, đúng không nhỉ? Đấy, xem sản phẩm này, thằng này mới chỉ có 4 ảnh thôi này và một video, 3 ảnh và một video, chứng tỏ là chưa đủ 7 ảnh đúng không? Đó, chưa đủ 7 ảnh. Review rating của nó được mấy chấm đấy? 4.5 này. Thằng này điểm listing này nó đánh giá chỉ được 4.7 và 4.4 thôi. Mọi người làm sao làm tốt hơn nó, để điểm listing của mình tầm 9 điểm. Title thằng này viết nhỏ 150 này và cái description thằng này nhỏ hơn 1.000 ký tự này, mình viết nhiều hơn nó, đúng nhỉ? Viết hay hơn, tối ưu tốt hơn. Bullet point của thằng này viết rất ngắn anh em này. Bullet point của thằng này nha, gần như là gì, rất sơ sài. Thằng này làm listing cực kém luôn mà nó đã bán tốt như này rồi, chứng tỏ là bây giờ nếu mà mình làm listing tốt hơn nó thì sao, thì chắc chắn là mình còn bán tốt hơn nữa, đúng không nhỉ? Đó, nhưng mà không phải sản phẩm nào cũng đi được đấy, mọi người phải tìm nhá. Đây, sản phẩm này cũng thế này. Đây, xem là sản phẩm gì. Sau đó từ cái này tìm được cái keyword nhỉ. Cái này là cái gì đây? Candle pumpkin. Taste orange. Cái này chẳng biết là cái gì. Ui, thằng này lên top lâu lắm rồi. Thằng này lên top những 1479 ngày rồi. Lâu quá rồi. Lâu quá không chọn nhá. Đừng chọn những thằng lên lâu quá rồi. Lâu quá rồi không cạnh tranh được nó, hoặc là mọi người nó không còn cái trend đấy thì khó bán lắm. Được chưa nhỉ? Nhưng mà mình thường không hay tìm kiểu sản phẩm trực tiếp như này, mà mình sẽ tìm thông qua keyword nhá. Mọi người vào phần keyword này. Mọi người vào phần keyword này. Sau đó mọi người tìm thông qua keyword ấy nhá. Tìm sản phẩm thông qua keyword này này. Nó sẽ tìm ra cho mình những cái keyword theo những cái tiêu chí mà mình lựa chọn này, search volume một tháng này. Bây giờ tôi chọn những sản phẩm là lượng search volume nha. Đừng chọn những cái sản phẩm là lượng search volume quá cao. Quá cao thì đồng nghĩa việc là nó có cạnh tranh không mọi người? Chắc chắn rồi. Nhờ. Lượng search volume quá cao mình nên đi theo từ khóa ngách nhá. Tức là mình nên đi theo từ khóa dài dài một tí hoặc sâu sâu một tí, chứ đừng có đi theo cái từ khóa mà nó quá đông người tìm kiếm. Càng đông con đường mà càng đông người đi qua thì chứng tỏ là con đường lớn. Con đường mà càng lớn thì càng nhiều đối thủ lớn. Đúng không ạ? Search volume tôi chỉ tìm những thằng nào tầm 500 trở lên thôi, mắc không giới hạn. Tức là những cái thằng nào dưới 500 bỏ qua hết nhá. Monthly revenue là cái gì? Monthly revenue là doanh thu trung bình. Doanh thu hàng tháng ấy. Đấy, 5.000, đúng không nhỉ? Giá 15 đến 50. Review cao thì tôi chọn những thằng nào dưới 200 đấy. Đấy, mọi người học một tí là mọi người hiểu bài đúng không, là mọi người nhớ đúng không, những cái tiêu chí đúng không. Review rating là dưới 4.5, được chưa nhỉ? Cái word count này là cái số từ trên tiêu đề thôi, nhưng mà cái này thì không cần thiết đâu. Đấy, chọn ngách này. Bây giờ chọn ngách nào? Bây giờ tôi chọn ngách home kitchen này, office đi, kitchen dining đi, và home kitchen đi. Tôi chọn 3 ngách đúng không nhỉ? Nó thích thì điền keyword nào thì điền, còn không thì nó sẽ tự tìm keyword cho mình. Rồi chọn size, đây là size nhỏ nha, small standard size nha. Đó. Đó. Rồi ví dụ như là mọi người có thể chọn số bao nhiêu seller bán hay số lượng variation sale một tháng. Search này. Từ những cái tiêu chí đây. Từ những cái tiêu chí này, bắt đầu nó tìm ra cho mình cái keyword, đúng không ạ? Từ keyword này bắt đầu mình nghiên cứu ngách. Đó. Ok. Keyword này là ngách này, đúng không nhỉ? Đó, những cái từ khóa dài như này thì nói chung là sẽ rất là ổn hơn so với những từ khóa mà quá nhiều người tìm. Thì thằng này một tháng có 715 người tìm, 715 lượt search này. Giá là 17.98 đô và doanh thu một tháng của nó là 603 đô. Số lượng sale một tháng là 603 và review là doanh thu là 11.000. Rank là 141.000 và review là 103 cái. Ok, thằng này trong ngách home kitchen nhá, xem thử cái keyword này nó. Mọi người ấn vào đây này, view on Amazon này, để xem cái keyword này nó như thế nào. Mình muốn biết được cái keyword nó có cạnh tranh hay không ấy. Cái ngách này nó có cạnh tranh hay không? Mọi người nhìn vào cái gì nhỉ? Mọi người nhìn vào cái gì? Mức độ cạnh tranh từ khóa thì phải check bằng tool mới biết được, đúng không ạ? Đó, thì thằng này có 715 nhưng mà nó không hiển thị hoàn toàn. Mọi người phải check vào cái review này, đúng không nhỉ? Đó, review và cái doanh thu của ngách này xem nó có lớn không. Đấy, mọi người nhìn review của những cái thằng đối thủ đứng trong ngách này này, xem là cái review của nó sao, có lớn không. Nếu mà review lớn quá thì không chọn được, đúng không nhỉ? Ngách này không được, từ khóa này không được, không đi từ khóa này, tìm từ khóa khác. À, mọi người hiểu không ạ? Đây, ngách này cũng cạnh tranh đấy, bởi vì thằng này có 374 thì 188, nhưng mà tùy nhá. Thằng này không có review, nhưng mà đây là những thằng SP rồi, sponsor rồi, đấy không ạ? Sponsor này là những thằng chạy quảng cáo, những thằng chạy quảng cáo này không tính nhá, chạy quảng cáo thì bỏ qua, chỉ có lên xem những cái thằng lên top ấy. Thằng này 37 này, 188 này, 44 này, 4 này, ngách này cũng có vẻ được đúng không ạ? Đây là SP nhá,
Ồ, ngách này có vẻ cũng cạnh tranh được đấy mọi người ạ. Bởi vì là mọi người nhìn đây là trang nhất đúng không? Đây là trang nhất của cái ngách này. Mà những cái thằng review, có một review này cũng được lên top này. Mới có một review thôi mà cũng được đứng trên cái ngách này. Bốn review này, thằng này thậm chí còn không có review này, cũng được lên đâu? Cũng được lên trên ngách này, cũng được lên đầu top, top 1 luôn, đúng nhỉ? Cũng được lên trang nhất luôn. Thì đồng nghĩa việc là cái ngách này có vẻ cũng không cạnh tranh lắm, đúng không mọi người? Ngách này có vẻ không cạnh tranh lắm. Xuống dưới này, ở ngách này được đấy, ngách này chơi được đấy, có vẻ chơi được đấy. Nhưng mà còn phải xem các tiêu chí khác nó có thỏa mãn không, đúng không nhỉ? Đó. Mọi người hiểu không nhỉ? Đây đây, thằng này có 6 review mà nó đứng được trên trang nhất rồi. Đó. Nếu mà khách search vào cái từ khóa này thì sao? Thì ra trên trang nhất của mình luôn. Đó, ok. Thằng này 44 này, 33 này. Nói chung là review trên trang này có vẻ cũng khá thấp. Nhưng mà có những thằng cao vượt trội lên thì nói chung phải xem xét nhé. Và bây giờ xem xét bằng cách là mọi người sử dụng cái công cụ Helium 10 X-ray nhé. X-ray của Helium 10. Nó là cái công cụ mà đo doanh số cho mình. Mọi người check thử nhé. Đây, bỏ những cái thằng FP đi cho mình. FP không tính nhá, không lấy những thằng FP, chỉ lấy những thằng thằng organic thôi, tức là những thằng mà nó lên top tự nhiên thôi, còn thằng nào mà chạy quảng cáo để lên trang nhất thì không tính. Bỏ hết FP đi này, xóa hết đi. Đấy, có hai thằng. Nói chung là có tầm khoảng chục thằng ở trên trang nhất đúng không ạ? Còn đây là những thằng lên top tự nhiên này. Mọi người nhìn nhá. Tổng doanh thu của ngách này là được hơn 1 triệu đô. Tổng doanh thu của cả ngách nhá. Đó, cái giá trung bình á, đâu, cái doanh thu trung bình của một thằng đây này. Đây là cái chỉ số mà là tiêu chí của mình, mấy nghìn đấy. Doanh thu của ngách này, sản phẩm lớn hơn 5.000 này. Đúng nhỉ, ngách này 22.000 một thằng. Thì chứng tỏ có thỏa mãn không? Thỏa mãn tiêu chí rồi. Giá 19 đô, trong khoảng từ 15 đến 19 đô đúng không? Đúng mọi người. Đó, cái rank này thì không phải là yếu tố để chọn. Rank này 7 bao nhiêu thì cũng không quan tâm lắm, càng thấp càng tốt. Nhưng mà cái chỉ số review trung bình lại lớn quá. 603 cơ, mà review trung bình mình chọn ở đây là bao nhiêu? Review trung bình ngách này bao nhiêu? Nhỏ 200. Đúng ạ. Đó, review trung bình của ngách này chỉ nhỏ 200, thằng này 603. Tức là thằng này làm sao? Lớn quá không được nhỉ. Yeah. Lớn quá không được. Review này có những thằng review nó, có những thằng review thì thấp nhưng có những thằng review cao vượt trội. Mọi người xem thử doanh số của những cái thằng review cao vượt trội đấy nhá. Thì mọi người nhìn này, cái ngách này ấy, những cái thằng mà lên top tự nhiên nhá. Những cái thằng xem thằng nào doanh số cao nhất của ngách này. 153.000 này, thấy không? Thằng này 286.000 này. Đó. Tức là thằng này là LOL Surprise này. Thằng này là 80.000 này. Thằng này là 153.000 này. Tức là ngách này có những cái thằng đối thủ nó quá mạnh. Đúng mọi người. Mọi người nhìn này, có những cái thằng đứng trên top đầu thôi, đứng trên trang nhất nhá, mà doanh thu một tháng chỉ được có 494 thôi. Đúng không ạ? Mà ông đã được lên trang nhất chứng tỏ là gì? Nó chênh lệch quá lớn giữa gì? Giữa đối thủ mạnh và đối thủ yếu, tức là có thằng thống trị ngách đấy. Đúng không nhỉ? Đó, có nhiều yếu tố để không chọn được ngách này. Thứ nhất là cái review này. Cái review lớn quá này. Cái thứ hai là có những thằng doanh thu nó cao vượt trội. Đúng không mọi người? So với những cái thằng đối thủ, so với những cái thằng đối thủ ví dụ VPS này này, ví dụ nó chỉ tầm 50.000 này, 15.000 này, 20.000, 30.000 thôi, nhưng mà có những thằng lên đến 1 triệu đô hoặc là vài trăm nghìn đô là phải xem xét kỹ nhá. Ok. Nhưng ngách này thì không chọn được. Bởi vì sao? Có nhiều đấy, có mấy yếu tố để bỏ đi đấy, thì từ khóa này không chọn được, đúng không nhỉ? Tiếp từ khóa này. Đó, 2018 là Galileo Lester Monthly Planner này, mọi người tìm trên Amazon xem nào. 109 kết quả này. Đây là ngách này nhìn có vẻ cạnh tranh đấy. Đây là những thằng chạy quảng cáo này. Đây là chạy quảng cáo thương hiệu nhé, chạy quảng cáo brand nhé. Sponsor này. Thằng này có một review này. Một review một sao luôn. Không có rank, không có rank sao lại lên được review nhỉ. Cái này chắc là Amazon nó ngáo đấy. À, cái công cụ DS Amazon Quickview nó đang bị lỗi đấy. 67, ui dồi, 9.300 này. 9.372 này, nói chung là thằng này nó ăn trọn ngách rồi, đúng không nhỉ? Nhìn cái review này thấy đã khiếp rồi. 4.000 này, ui dồi, ngách này không chơi được rồi. Ngách này có nhiều thằng mạnh lắm. Đúng mọi người, 627 này. Mình vào ấy, xác định là cũng chỉ level, nhưng nếu mà vào ngách này làm ấy, cũng chỉ level như mấy cái thằng này thôi này. Được chưa nhỉ? Có thể lên được trên top nhưng mà sao? Khách hàng chưa chắc nó chọn của mình đâu. Bởi vì ngách này toàn thằng đối thủ mạnh, nó ăn hết ngách luôn. 9.000 này. Nói chung là doanh thu ngách này, nói chung ngách này không chơi được. Bởi vì review lớn lắm. Năm chín thằng.
Nói chung là review rất là lớn nên là khó, chung là khó. Đấy, 810.000. 143.000 này, thấy không? Có những thằng doanh thu nó chiếm trọn, thằng này bán 10.000 đơn một tháng cho những ngách này. Trong khi những thằng khác có thằng 16 đô. Đấy, 71.000 này. Mọi người hiểu cách phân tích không nhỉ? Mọi người hiểu cách phân tích không? Hiểu cách phân tích không? Đó. Ngồi mò nhá, phải ngồi mò nhiều lên nếu mà mình chưa có sản phẩm. Cái này cũng thế này. Nhưng mà mình chưa có tài khoản nữa thì mình có phân xem vùng vụ công cụ phân tích đấy được không? Chưa có tài khoản em, tài khoản Amazon nó là một cái khác em ạ, không liên quan gì. Nhưng cái công cụ này là công cụ mất phí, em phải mua bằng tiền. Còn tài khoản thì em tự lập được. Còn nếu mình có công cụ trước nhưng mà mình chưa có tài khoản, nghiên cứu trước. Ờ, em nghiên cứu trước đi, tài khoản thì bây giờ em một là có thể tự lập chính chủ, hai là có thể đi mua mà. Đúng không? Cái này thì nếu mà em dùng mua bản, nếu mà em dùng riêng một mình ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 40 đô một tháng ngoài cá nhân nhá. 97 đô ấy, hình như là 97 đô một tháng chứ không phải 40 đô đâu. Tức là gần 2 triệu một tháng. Còn nếu mà em mua dùng chung ấy, thì em liên hệ với em ebook qua cho anh gửi cho cái đường link mua bên dùng chung này, chỉ mất 10 đô một tháng thôi. Tức là khoảng hơn 200.000 một tháng sử dụng thoải mái. Okay. Nhá. Okay. Đây, ngách này cũng cạnh tranh lắm nhá. Đó, mọi người phải ngồi, mọi người mò, đọc hết, sau đó là điền vào cái bảng này này. Sau khi mà tìm, giả sử tìm được cái sản phẩm này nhá, tìm được cái keyword này thì bắt đầu tìm được cái keyword này mọi người cảm thấy có vẻ ngon này. Thì mọi người mở cái file lên, điền thông tin vào để mình phân tích nữa, đúng không nhỉ? Mình phải phân tích nữa. Phân tích kỹ hơn nữa chứ còn đây mới chỉ là một yếu tố để chọn được sản phẩm thôi. Tiêu chí chọn sản phẩm này. Đây. Ok. À không. Ờ đúng không? Tiêu chí chọn sản phẩm FBA này. Đây mọi người điền cái tiêu chí vào thôi. Nhờ. Đó, điền tiêu chí vào, ví dụ này, từ khóa nào được thì mọi người, đây là các từ khóa mà mình đã tìm, các bạn đã tìm trước đây này. Đó. Giá bán bao nhiêu này? Nhờ, giá bán là từ 15 đến bao nhiêu đô? 15 đến 50 đô đúng không mọi người? 15 đến 50 đô này. Doanh thu này, sản phẩm có đơn giản không, review có nhỏ hơn bằng 200 không? Có seller thống trị không? Rồi các sản phẩm có đơn giản không này, đánh giá trang chi tiết sản phẩm đối thủ, lịch sử là có theo mùa không, cân nặng này, kích cỡ này. Ok, điền hết vào đây nhá. Tìm được sản phẩm nào điền vào đây để bắt đầu phân tích từng cái một. Còn có nhiều yếu tố để phân tích nữa cơ, chứ không phải chỉ mỗi theo cách này đâu nhá. Ok. Đó thì để mà chọn ra được một cái sản phẩm ấy thì mọi người phải phân tích, mọi người phải tìm kỹ vào nhá, tìm càng kỹ càng tốt. Điền vào đây. Ví dụ từ khóa này mọi điền giá bán của nó trên Amazon, doanh thu trung bình của ngách này, sản phẩm có đơn giản không này, review như thế nào này, đúng không nhỉ? Ok nhá. Đó. Đó, phân tích thì nói chung là phải dựa vào tool để mà phân tích. Chứ nếu mà mình phân tích ở mồm không thì không nó không có cái độ chớp, đúng không nhỉ? Đó, nên là anh chị phải sử dụng cái tool. Mình thì mình thấy là cái tool Hello 10 này dùng khá ok này. Mọi người tìm keyword này, nó tìm ra cho mình rất là nhiều keyword theo cái tiêu chí mà mình lựa chọn. Nên mình phân tích từng keyword này đó, theo ngách. Đó, ví dụ như cây thông Giáng sinh này, mọi người có thể dự đoán được keyword này là theo gì? Theo mùa, đúng không nhỉ? Mình chỉ bán được vào mùa Giáng sinh thôi. Chứ hết Giáng sinh thì bán cho ai? Đúng ạ, nên là keyword này có chọn được không? Chọn được. Đó, Christmas này là không chọn được rồi. Đây là bán theo mùa đó, đúng không nhỉ? Đó, không chọn được. Đối với cái thằng mà ví dụ như cái này thì mọi người phải phân tích xem, nhìn xem review ngay này như nào, thỏa mãn không thì mọi người bắt đầu nghiên cứu xem đối thủ cạnh tranh của mình. Đối thủ cạnh tranh của mình xong, bắt đầu nếu mà cảm thấy ok thì bắt đầu đi tìm nguồn hàng. Xem bây giờ phải có nguồn cung cấp sản phẩm đấy để mình nhập xem giá nó như thế nào, có tốt không, hay là giá cao đúng không nhỉ? Rồi ok, bây giờ đi trả lời câu hỏi nhá. Trả lời câu hỏi của anh Tùng này. Dũng cho mình hỏi, mình là nhà sản xuất sản phẩm, cụ thể là dây nịt. Hiện tại mình có rất nhiều mẫu mã đa dạng, vậy mình phân tích như thế nào để chọn được sản phẩm ok nhất đi? Thì easy để dễ cạnh tranh, dễ launching, giảm chi phí ads lúc đầu nhỉ? Cảm ơn Dũng. Thực ra thì cái sản phẩm để mà biết là nó có ngon hay không ấy, thì anh phải phân tích đối thủ, phân tích ngách xem cái sản phẩm như thế nào. Thì sau khi mà phân tích, nếu mà cảm thấy ổn, ok, và anh tìm được những cái bộ keyword ngon rồi, thì bắt đầu anh launching.
được chưa? Bắt đầu anh làm trading để tìm ra được để xem được cái nhu cầu về cái sản phẩm đấy như thế nào và nó có cạnh tranh không, và cái ngách này nó có cái nhu cầu về cái sản phẩm đấy nó như thế nào. Thì để chạy quảng cáo thì nói chung là có, anh cứ thỏa mãn tất cả những cái tiêu chí của em đưa ra này thì cái phí lăn trên cái giá tiền lăn trên của anh nó sẽ rẻ đi trên khi mà anh chạy BBC nhá. Chứ nếu mà anh chọn bừa sản phẩm hay là chọn chưa kỹ sản phẩm mà đi keyword cũng chưa chọn kỹ ấy, thì cái phí lăn trên, cái phí chạy quảng cáo rất là cao nhá. Phân tích luôn cụm từ, à ok, phân tích luôn nhá, có cụm từ luôn à, search cụm từ men's, ok, bell for men. Rồi em check cụm từ này trước nhá, check luôn cho mọi người xem Amazon đây, bell for men này, keyword này mình thấy có vẻ rất là cạnh tranh đấy mọi người ạ, bởi vì là cái từ khóa này nó hơi ngắn đúng không nhỉ, nó không riêng về một cái gì cả. Cái này 7.000 này, à cái này là cái ấy hả, ui dồi ôi, cạnh tranh lắm. Keyword này không đi được, nhìn phát biết luôn không đi được, bởi vì sao, nhìn là biết là cạnh tranh, ui toàn 32.000 này, mọi người nhìn review kinh lắm. Rồi em lấy keyword khác của anh nhá, men spell list account này, cái này có vẻ được này. Hôm nay có video xem lại nên là cứ yên tâm em ơi. Đây keyword này có vẻ còn được, mình sẽ phân tích cho mọi người xem keyword này nhá. Rồi cái dây da bằng da bò à? Ờ ngách này có vẻ đỡ hơn này, đây là những cái sản phẩm SP này, sponsor này đó, treo quảng cáo. Ui nhưng mà ngách này nói chung là cũng rất là cạnh tranh, mọi người có thể theo dõi cái những cái tỷ lệ review của nó này cao lắm. Rồi nếu mà ngách này mọi người đi thử ngách này nhá thì sao, bây giờ em check thử này, check thử cái X-ray này, xem cái doanh thu của ngách này và review của ngách này như thế nào. Xem nó có mạnh không và sản phẩm này mình có đi được không, keyword này mình có đi được không. Thực ra là đi được ấy, sản phẩm này nếu mà đi được mà cái ngách này mọi người chọn chưa được ấy, tức là từ khóa này mọi người chọn chưa ổn, mọi người phải chọn từ khóa khác. Thế thôi, có nhiều ngách nhá, có nhiều con đường dẫn đến cửa hàng nhà mình chứ không phải chỉ có một con đường này đâu nhá, có nhiều con đường đúng nhỉ, đặt trên con đường A này có thể đi con đường B, C, D đến để đến được cửa hàng nhà mình. Nên là mọi người tìm cho, nếu mà keyword này mà không được ấy thì mọi người tìm cho em một keyword khác cũng liên quan đến sản phẩm này. Có rất nhiều keyword đây này, mọi người tải cho mình cái công cụ này này, Amazon Succession Expander này nhá, tải cho em cái công cụ Amazon Succession Expander, nó sẽ tìm cho mình rất là những keyword liên quan nhé. Đây này, ví dụ điền cái keyword này của anh Tùng nhá, là Men Spell Leader này đúng không? Mọi người nhìn này, đó, đợi chút nó sẽ hiện, sao nó không hiện nhỉ? Bữa nay có hiện hay sao, bây giờ thì không hiện nhỉ? Đợi chút nhé. Đây cụm từ này đi, Bells for Men đi. Đây. À có thể nó đang xoay, mọi người phải đợi chút, mạng nó chưa hiển thị được. Nó sẽ gợi ý ra cho mình những cái keyword mà giống kiểu là mà khách hàng người ta hay search ấy. Đó, sao không hiện nhỉ? Đấy, đây, vừa hiện rồi đấy. Đâu nhỉ? Đây, mọi người nhìn chưa nhỉ? Đó, thấy không? Nó sẽ hiện ra cho mình, nó gợi ý ra cho mình những cái keyword mà khách hàng người ta hay tìm kiếm nhất này. Nó sẽ để theo thứ tự trên đầu này, thấy không? Đó, mọi người tìm và phân tích theo những cái ngách này này, thêm những cái keyword này, nếu mà keyword mà mình chọn chưa được ấy, hoặc là nó cạnh tranh quá ấy, thì mọi người phải chọn thật nhiều keyword lên, xem keyword nào nó đỡ cạnh tranh thì ok, thấy chưa? Cài cho mình cái công cụ là AMZ Succession Expander, nó là cái tiện ích của Google nhá, extension, ok. Rồi ngách này đúng không? Ui dồi, ngách này kinh lắm anh ơi, không đi được với từ khóa này đâu anh ạ. Doanh thu của ngách này là hơn 5 triệu này. Đó, doanh thu của một thằng là 121.000 này, $30 này. $30 giá thì ổn. Nhưng mà review 5.700. Vào đâu không cạnh tranh được đâu nhá. Lời khuyên luôn cho mọi người là không thể cạnh tranh được ngách này. Đi vào chỉ vứt tiền đi thôi, bởi vì không bán được hàng.
không phải không bán được mà mình không thể cạnh tranh được với họ ấy. Đây này, rồi nhìn bọn này có những thằng gần triệu đô một tháng này, đó chọn ủi nói chung là bọn này nó kinh lắm, giá của nó rất là dã man luôn và doanh thu trên cái ngách này của nó cũng rất là kinh mọi người ạ. Toàn ủi thằng này còn chín gần 1 triệu đô một tháng này, nói chung là thằng này còn 57.000 đơn một ngày, 46.000 đơn một ngày, à một tháng 605.000 đô, tìm ngách khác thôi anh, ngách này không đi được, ngách này cạnh tranh lắm. Mình đi vào những cái ngách nào nó thật sâu đấy mới là, đấy mới là lý do mà mọi người phải ngồi, mọi người lọc, mọi người tìm kỹ như thế, đúng không nhỉ? Ngách này thương hiệu bán lâu rồi mình chen chân được đâu, đúng rồi, ngách này không bán được đâu. Vậy ngách là đúng không, ngách là keyword đấy anh, ngách là tên con đường ấy, là tên keyword ấy thì gọi là ngách, được chưa? Anh phải tìm kỹ vào nhá. Đấy, anh mở cái công cụ này của em này, ngách là toàn thương hiệu thôi, toàn thương hiệu to không trời được, bán làm sao được bằng ngách này. Đó, thì anh đấy, anh tìm thông qua cái công cụ AMZ Suggestion Expander, mọi người cài cho em extension này nhá, nó nghiên cứu thông qua cái keyword đấy. Ok, được chưa nhỉ? Ok, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hỏi đi ạ. Alo. Alo, em nghe đây. Tôi có câu hỏi, không được chạy tới Amazon BBC làm thế nào cho nó hiệu quả? Bởi vì giá chạy dưới giá code cao lắm. Hơn 100%. Bao nhiêu phần trăm hả? Hơn 100%. Hơn 100% à? Tức là tỷ lệ sale chia cho tỷ lệ tiền chi ra, tỷ lệ spend chia cho tỷ lệ sale là gần như bằng nhau, đúng không? Lỗ chứ. Đúng rồi, nếu mà 100 ACoS 100% là lỗ chắc rồi. ACoS 100% là lỗ rồi. Anh chạy như nào? Hiện tại đang chạy như nào? Vâng. Pray à? Chạy Pray. Vâng. Xong lọc ra. Rồi mình lọc, lọc ra thì mình chạy tiếp lọc được một vài keyword thì mình lại chạy lại thì thấy nó vẫn thế. Em hiểu cách chạy của anh, mà cách chạy của anh nó đơn giản quá. Cách này thì nói chung là chỉ phù hợp với những sản phẩm làm FBM thôi. Còn nếu mà làm FBA anh làm chuyên như thế thì không không cạnh tranh được đâu. Thì anh chạy ấy, bây giờ anh phải chia ra thành nhiều nhóm, nhóm quảng cáo anh chạy, chứ không phải anh chỉ chạy mỗi một cái play đâu. Anh phải nghiên cứu cho em nhá. Bây giờ em cho một lời khuyên như này, là chạy BBC anh nghiên cứu cho em thứ nhất là khoảng tầm 50 từ khóa sát nhất với sản phẩm mà đối thủ hay dùng nhá. Anh nghiên cứu cái ngách đi của anh ấy có tầm 10 thằng, ví dụ anh nghiên cứu cho em 10 thằng mạnh nhất của cái ngách anh đang đi nhá. Xem cái bộ keyword đấy nó dùng chung là những bộ keyword nào, những keyword nào. Ví dụ 10 thằng mạnh nhất ngách đấy mà 7 thằng mà có 7 thằng sử dụng cái keyword đấy. Tầm 7 8 thằng 7 sử dụng chung cái keyword đấy thì keyword đấy là keyword chính. Được chưa? Anh chạy những keyword đấy. Anh chạy cho em, anh để thì mình lấy 5 thằng thôi. À, 5 thằng cũng được. 5 thằng cũng được nhá. 5 thằng anh tìm xem keyword của 5 thằng đấy nó chung nhau những keyword nào ấy thì anh lấy những keyword đấy. Được chưa? À, làm sao lấy cho em một cái bộ keyword khoảng tầm 50 keyword nhá. Khoảng 50 keyword sau đó anh chạy này. 50 keyword thì khởi hơi nhiều. Bởi vì chạy test lúc đầu mà anh làm sao mà nó biết là bao nhiêu keyword chính xác được, mình phải lọc chứ. Đúng không? Mình phải lọc trước. Chứ còn để lúc mà viết mạnh ấy thì chỉ tầm 5 đến 10 keyword thôi. Chứ còn lúc đầu mình chưa biết keyword của mình là keyword nào, chưa biết keyword nào ngon, mình phải chạy tầm 50 từ nhá. Mình vấn đề là mình phải tìm được cái keyword hiệu quả với cái sản phẩm mới, nó còn chưa có gì keyword thì đấy, đây anh em nói này, anh chạy cho em tầm khoảng 50 keyword. Sau đấy rồi anh chạy nhá, anh chạy như này này. Anh chạy hết chứ không phải là chạy một play không đâu. Pray là gì? Pray là nó chạy cụm từ, tức là nó chỉ chạy theo kiểu là ví dụ từ keyword này nếu mà nó search từ khóa ABC gì đấy mà có keyword của mình bên trong ấy là nó ra. Đúng không nhỉ? Anh chạy cho em cả exact, anh chạy cho em cả broad nhá, chạy cả mở rộng, chạy cả chính xác luôn. Được chưa? Đúng rồi. Anh tạo cho em này, anh tạo cho em một cái chiến dịch. Anh tạo cho em một cái game, một cái chiến dịch khoảng tầm một game khoảng tầm 20 đô đi, 20 đô. Bên trong một game đấy anh tạo hai game nhá. Anh tạo hai game nhá, tức là hai cái chạy chiến dịch quảng cáo ấy. Anh chạy hai game. Một game đầu tiên là khoảng 20 đô. 25 đô đi. Bên trong cái game đấy có khoảng 3 nhóm quảng cáo. Một nhóm là gì? Là chạy Pray này, một nhóm là chạy Exact này và một nhóm là chạy Brass. Được chưa?
chạy cả ba luôn nhá. Trong một cái game thì có ba nhóm quảng cáo đấy, anh hiểu không? Nó sẽ chạy theo ba loại luôn và chạy trên chung trên 50 cái keyword đấy, anh hiểu không? Đó nhá. Cách thứ hai là anh chạy auto của Amazon thì có cái lu này và substitute với lại cái lu với lại cái ấy đấy, anh chạy hết luôn nhá. Anh chạy, anh tạo một thêm nữa và anh chạy auto cũng tầm khoảng 20-25 đô, cứ để Amazon chạy, được chưa? Anh chạy khoảng tầm vài ngày, bắt đầu anh lọc hết ra, xong bắt đầu anh tweet, lúc đấy thì chuẩn hơn, bởi vì anh sẽ phân tích được là xem cái exact hay là cái prey hay là cái brush hay là cái auto cái nào là keyword ngon nhất, so sánh bốn cái đấy lại, xem keyword nào có cái lượng impression đấy và cái tỷ lệ chuyển đổi cao thì anh lấy. Chứ anh chạy mỗi prey không thì nói chung là không hiệu quả lắm đâu. Nhá. Anh chạy cho em khoảng tầm 3 đến 5 ngày là được. 3 5 ngày nếu mà anh viết thế thì nếu mà ra đơn là viết ngay. Dạ. Ờ, tầm 5 ngày đi. Tầm 5 ngày đi, anh cứ chạy cho em tầm khoảng 5 hôm, bởi vì nó phải mất tầm 2 hôm nó học rồi. Chạy tầm 5 hôm hoặc là nếu mà dư dả thì chạy em 7 ngày đi nhá. Chạy cho em tầm khoảng 1 tuần đi cũng được. Bởi vì là thực ra thì cái lượng sale ấy nó sẽ có lượng sale. Nhưng mà quan trọng là mình chạy và mình phải tìm được cái keyword ngon của mình ấy. Được chưa? Anh phải chạy hết theo thứ tự nhá, chạy cả auto luôn. Chứ bây giờ chạy một play không thì không ăn thua đâu. Nhiều khi ấy, cái keyword ngon nó lại vào cái phần exact cơ, lại vào phần keyword chính xác cơ. Chứ không phải là phần auto nó mới ra, không phải là phần play nó mới ra đơn đâu. Nhá, anh phải check, anh phải chạy như thế. Ok. Thực ra cái tip về chạy quảng cáo này thì nói chung là mỗi người có một tư duy, bởi vì mình là người hiểu sản phẩm của mình nhất mà. Đúng nhỉ? Nên là mọi người cố gắng test nhiều lên, chạy quảng cáo phải test nhiều anh Hùng ạ. Đúng rồi, phải tìm bộ từ khóa ngon đã. Và cái quan trọng là gì nữa? Cái bộ từ khóa ngon ấy, nhưng mà cái trang listing của anh viết cũng phải ngon nữa. Anh hiểu, vì nhiều khi khách nó vào trang của mình rồi, theo lượng click, theo lượng quảng cáo rồi, nhưng mà vào nó lại không, ví dụ hình ảnh mình làm cũng đẹp hay là như nào đấy, là hoặc là giá cao quá hay là sao, là khách nó không, nó tỷ lệ chuyển đổi của nó cũng thấp. Chứ không phải là cứ tiếp cận nhiều người mà nó còn có nhiều yếu tố lắm. Nên là mình cứ phải chạy trước. Còn không ai mà một phát mà có thể tìm được bộ keyword ngon ngay đâu. Nhá. Ok, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Mọi người có hỏi gì không? Nếu không còn câu hỏi gì thì xin phép dừng buổi Zoom này ở đây nhá. Hôm nay mọi người hiểu bài không? Nói chung là lúc anh giảng thì cũng bọn em hiểu nhưng mà về tư duy tìm sản phẩm còn nhiều quá. Nhiều thứ quá đúng không? Phần này thì anh sẽ làm thêm những cái video anh đăng lên trên nhóm cho mọi người để mọi người có thể làm thêm nữa nhé. Cái này phải thực hành nhiều thôi em. Cái này phải làm nhiều thì mới tìm được sản phẩm thôi. Và tìm được sản phẩm thì mình mới tìm được cái nói chung quan trọng nhất vẫn là tìm sản phẩm. Phải tìm được cái sản phẩm của mình. Và sản phẩm làm FBA không phải một phát là tìm ra được ngay. Có những team nhá, 2 tháng, 3 tháng mới tìm được sản phẩm ngon, mới chốt được sản phẩm đi FBA. Đó, chứ không phải là ngồi tí là tìm được đâu nhá. Ok. Cái chi phí anh thấy cái việc vận chuyển hàng từ Việt Nam của mình sang kho của Amazon cuối năm đắt lắm em ạ. Nếu mà em đi đường nếu em đi đường máy bay ấy thì cái chi phí nó cái chi phí đi đường máy bay thì nó sẽ cao hơn chi phí đường biển. Nhưng mà chi phí máy bay thì mình chỉ đi những sản phẩm nhẹ thôi, chứ mà sản phẩm nặng thì chết tiền. Đúng không? Sản phẩm nhẹ thì cái chi phí đường thì nó rơi vào hiện tại, nhưng bây giờ cuối năm thì anh nghĩ nếu mà mọi người đi nhiều ấy, đi số lượng nhiều thì hình như là 9 đô thì phải. 9 đô rưỡi. 9 đô. Ờ, 1 cân. 9 đô một sản phẩm đấy, 9 đô. 1 cân em. 9 đô 1 cân. Ờ. Đó, 9 đô 1 cân. Nhá. 9 đô 1 cân, nhưng mà nói chung là đi FBA thì cũng phải xem cả sản phẩm nữa, sản phẩm mà mấy cân một sản phẩm thì thôi. Phải xem lại. Chứ mà sản phẩm đấy mà đi thì sao? Không có lợi nhuận mấy đâu, bởi vì cái chi phí nó cao lắm. Được chưa nhỉ? Ừ. Đó. Nhá. Khi mà mình tính phí sản phẩm, tính chi phí sản phẩm rồi tính giá bán ạ. Ờ. Đây tạo một buổi hướng dẫn. Ờ rồi ok, buổi sau sẽ đến buổi anh sẽ hướng dẫn cách chi tiết về tạo giá bán và anh hướng dẫn cách tạo shipment luôn. Để lấy mã barcode cho sản phẩm luôn nhá.
Ok. Vâng. Buổi tới thì chắc là trong tuần tới sẽ có thôi. Mọi người cứ theo dõi các bài đăng của mình trên nhóm nhé. Ok. Vâng. Nhóm chia sẻ thì vẫn ở trong nhóm FBA. Mọi người cố gắng theo dõi đều thì nói chung là các đều trên các video của mình ấy, thì mọi người sẽ có một cái nhìn tốt về FBA. Được chưa nhỉ? Ok. Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Zoom của mình hôm nay nhá. Hẹn mọi người vào những buổi Zoom tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nhá. Mình tắt Zoom nhá. Ok em, cảm ơn em. Mọi người tham gia được rồi. Bye bye.